Hello mọi người, Tiến Đức Lắc xin chào ông bà của chú anh chị. Đây là hôm nay Tiến có mua một hộp lòng nha mọi người. Cháo lòng, có cháo nè. Cháo lòng đây là người bác bán nha. Đây có rau ăn kèm, nước mắm chấm. Mình mua với giá là 80.000 nha mọi người, 80.000 hai phần. Mình mua dồi thì dồi nó làm thì dầu làm thì mình mua là một lạng là 15.000. Mình mua hai lạng. Làm thì nó bán 50.000 có cháo. Cháo này cháo tiết của người bác nấu nha mọi người. Của người bác nấu rất là ngon. Cái khẩu vị nêm nếm thì vừa ăn cho tất cả mọi người. Làm thì đây dồi mọi người, dồi đây cũng là dồi của người bác làm, nó khác mỗi miền nó khác nhau nha. Miền Trung làm thì có đậu phộng bỏ nữa, này nó không có bỏ đậu phộng. Rau ăn kèm người ta có bỏ giá nè, những cái rau thơm mọi người. Cháo thì có tiết, có huyết nè, huyết cục, nấu chung, nấu kèm với nhau. Làm thì có hành đi kèm với lại giả trường nè, mọi người thấy nè. Đây ruột dạ trường, dồi, ruột, hành, nghe không? Gẩu. Mọi người nhấn like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ.